Rồi, xin chào anh chị các bạn. Hôm nay em lại quay xe lại qua sử dụng nhé. Đây là chiếc Kia Morning phiên bản số sàn màu bạc đời 2019. Xe này thì bên em đã đi là 63.000 km nhé. Giá chào bán thì 189 triệu cho các bác chạy dịch vụ. Đây là một mẫu xe có thể nói là rất là quen thuộc. Các bác nào đang có nhu cầu mua về dạy lái này, tập đi này, hay là chạy dịch vụ thêm thì mình có thể tham khảo thêm cái mẫu Morning số sàn này nhé. Bên em thì lúc nào cũng có sẵn xe cho các bác xem. Xe này thì vẫn còn nguyên, gần như bên em cũng để khá là mộc, cũng chưa dọn qua kỹ gì cả. Đấy. Thì tất nhiên là đời 2019 thì nó cũng vừa phải cho các bác sử dụng. Đấy, xe thì cơ bản là có gọi là đầy đủ để mình đi lại sử dụng thôi. Chủ yếu là có cái số sàn thì anh chị nào thực sự thích và tùy vào cái mục đích sử dụng thì mình có thể cân nhắc cái mẫu này. Đấy, bọn em thì cam kết với các bác là xe cũ chắc chắn rồi, không đâm đụng ngập nước, không có tranh chấp về pháp lý. Mọi cái thì mình có thể đến và xem xe, thương lượng về giá bán này, thủ tục sang tên đúng không ạ? Lưu ý các bác giúp em, các bác lưu ý giúp em thì xe này bên em cam kết là xe gia đình từ đầu nhé, không phải xe chạy dịch vụ gì đâu. Đấy, mình có thể yên tâm và qua xem xe thực tế nhé. Đấy, bọn em vẫn để nguyên biển này cho rút hồ sơ này. Thì cái mẫu này là một chiếc xe vừa phải để mình sử dụng trong gia đình. Đấy, em bật nắp capo để các bác xem máy luôn. Rồi, đây là máy của Morning 2019 số sàn nhé. Đấy, ốc keo chỉ các bác cứ xem thực tế. Bên em thì đã khi mua thì đã có kiểm tra rất là kỹ rồi. Cam kết là các bác là xe không có va chạm, không có ngập nước, mà xe này thì chắc chắn rồi, không phải xe dịch vụ nhé. Các bác cứ kiểm tra thoải mái, mình thấy hợp lý với mức giá 189 triệu thì có thể alo trực tiếp của bên em để xem xe thực tế nhé. Rồi, em quay một lượt nắp capo cho anh chị này. Thi thoảng thì em mới quay được cái xe cũ đã qua sử dụng. Sắp tới thì nếu mà sắp xếp được thì mình sẽ lên sóng nhiều hơn. Đa phần thì cũng khá là bận ở bên xe mới rồi. Rồi, các bác có nhu cầu mua thì cứ book máy alo trực tiếp qua bên em nhé. Morning số sàn 2019. Xe không chạy dịch vụ, xe cá nhân thôi. Bên em chào bán 189 triệu. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo.